vấn đề nộp thuế cho hoàng đế Caesar. Marco chương 12 từ câu 13 đến câu 17. Họ cử mấy người Pha-ri-siêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng người, để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? Nhưng Đức Giê-xu biết họ giả hình, nên người nói: Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem. Họ liền đưa cho người. Người hỏi: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Đức Giê-xu bảo họ: Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Thưa ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 9 của thường niên. Hôm nay chúng ta được nghe câu nói rất nổi tiếng mà ngày nay có nhiều người trích dẫn lại để bày tỏ quan điểm rằng cái điều gì thuộc về mình, những cái điều gì thuộc về người khác thì phải tôn trọng nhau. Đó là câu nói của Chúa Giê-xu mà chúng ta vừa nghe: của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Nhưng thưa ông bà và anh chị em, trong đức tin chúng ta biết rằng tất cả đều là Thiên Chúa. Tất cả vạn vật vũ trụ này, tất cả con người ta đều thuộc quyền của Ngài. Chúng ta chỉ là những người công tác với Thiên Chúa, còn tất cả đều thuộc về Thiên Chúa. Duy một mình Thiên Chúa mới có quyền quyết định mọi sự, quyết định vạn vật, quyết định con người ta và quyết định lịch sử vũ trụ này. Nhưng trong đời sống thường nhật của chúng ta được mời gọi phải tôn trọng nhau. Những điều gì Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta, những điều gì thuộc về chúng ta, và những điều gì thuộc anh chị em chúng ta, những điều gì Chúa ban cho anh chị em chúng ta phải tôn trọng nhau. Những điều gì mà Chúa mời gọi chúng ta hãy dâng cho Chúa, những điều gì mà Chúa mời gọi chúng ta dành cho Chúa, chúng ta ý thức được những điều đó. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để mỗi người chúng ta trong đời sống thường nhật của mình phải tôn trọng nhau trong tình bác ái, trong sự công bằng. Bởi vì nếu không thì sẽ gây ra những đổ vỡ, sẽ gây ra sự bất công trong đời sống thường nhật của chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để chúng ta sống đời sống đức tin của chúng ta được đẹp lòng Chúa. Amen.